đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết trong ngày thứ sáu hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn. Cùng với đài truyền IBC TV, mình đang xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Ngày thứ sáu ở vùng Lido Sài Gòn mở đầu trời có mây vào đầu ngày, nắng và mây kết hợp vào giữa trưa ngày hôm nay, tối ngày hôm nay trời âm u. Nhiệt tiếp tục giảm hơn so với ngày hôm qua. Thời tiết se lạnh vào bữa trưa ngày hôm nay với nhiệt độ chỉ đạt ở mức vào khoảng 66 độ cho ban ngày, 54 độ cho ban đêm. Mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 15 phút và lặn vào lúc 7 giờ 26 phút chiều tối. Độ ẩm tăng nhẹ từ 72% vào ban ngày lên đến 86% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển từ hướng nam với cường độ 10 dặm một giờ. Chiều tối ngày hôm nay sức gió thay đổi từ hướng nam đông nam 7 dặm một giờ và chỉ số tia tử ngoại đạt ở mức vào khoảng 9/11. Ngày mai ngày thứ bảy trời có mây vào buổi sáng, nắng vào giữa trưa và tối ngày mai đôi lúc trời có mây tại vùng Lido Sài Gòn. Nhiệt độ tăng nhẹ trong ngày mai với 68 độ là nhiệt độ dự đoán cao nhất và ban ngày, 54 độ là nhiệt độ dự đoán thấp nhất cho buổi tối ngày mai. Sức gió di chuyển trong ngày mai từ 6 tới 9 dặm một giờ, thay đổi từ hướng nam và ban ngày cho hướng đông nam cho buổi tối ngày mai. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 14 phút. Vẫn như thường lệ, tiếp nối sẽ là thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem và kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.